Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Onjoysa. Cũng đã khá lâu rồi chúng ta chưa có một video nào nói về các loại chấm mát. Chính vì thế nên vào ngày cuối tuần AppChart của tháng này, chúng mình muốn gửi đến các bạn một video dài về thế giới Ark Survival với nội dung là tổng hợp tất cả các loại bò sát trong tựa game sinh tồn này. Nhưng trước đó mình có một số lưu ý gửi đến các bạn là để có thể xem các video khác trong series, các bạn có thể tìm ở phần hiển thị ở góc phải màn hình hoặc link mình để ở phần mô tả nhé. Cũng bây giờ thì hãy ấn like, subscribe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính ngay thôi nào. Titanoboa. Không cần phải nói thì cũng biết Titanoboa là một sinh vật rất nổi tiếng ở thế giới thực về sức mạnh của nó rồi. Vậy trong thế giới Ark Survival thì sao? Titanoboa thường được tìm thấy trong các hang động trên đảo. Titanoboa Isonanter là danh pháp của nó trong game. Đây là một sinh vật hung dữ, thích những khu vực tối tăm. Có một điểm khác so với Titanoboa đời thực là nó không siết chặt con mồi. Có thể sự thích nghi này đến từ việc cùng tồn tại với những sinh vật to lớn. Tuy nhiên, nọc độc của Titanoboa mạnh đến mức có thể làm tê liệt những sinh vật lớn hơn nó rất nhiều. Titanoboa đã phát triển sự chung sống kỳ lạ với các sinh vật khác trong hang động trên đảo, miễn nhiễm với chất độc độc hại và không thể xuyên qua lớp chitin dày của côn trùng. Loài này đã học cách cùng tồn tại, chúng thường xuyên săn những con mồi lớn. Nói thì nói thế, nhưng Titanoboa vẫn rất hung hãn và hiếu chiến. Nó sẽ truy đuổi và tấn công hầu hết các loài sinh vật, bao gồm cả những người chơi dám tiếp cận với nó. Hang động cung cấp một vị trí an toàn để Titanoboa hòa nhập với các sinh vật khác. Chúng cũng được tìm thấy ở các đầm lầy, nơi chúng sẽ tấn công bất cứ thứ gì chúng có thể cắm nanh vào. Titanoboa có thể miễn nhiễm với chất độc độc hại, nên về cơ bản không thể khiến chúng bất tỉnh. Bởi vì bước quan trọng này không thể thực hiện được, nên Titanoboa không thể thuần hóa được. Megalania. Megalania là loài thằn lằn monitor khổng lồ sống ở Úc và cuối thế Pleistocene và được miêu tả trong trò chơi là những sinh vật sống trong hang động và trên cây. Với chiều dài lên tới 3 mét, nó có thể di chuyển theo chiều dọc lên các bức tường hang động mà không gặp khó khăn gì nhờ những chiếc vuốt khỏe mạnh. Megalania là một sinh vật có nọc độc, nhưng chất độc của nó có tác dụng chậm, nhưng sẽ làm cạn thanh HP của ai dính phải một cách từ từ cho đến khi chết trước khi có thuốc giải. Tuy nhiên, con mồi của Megalania thường bị xé xác trước khi chúng chết vì tác dụng của chất độc. Khả năng của Megalania là dễ dàng leo lên những bức tường khiến nó trở thành một vật cưỡi được săn đón rất nhiều. Mặc dù không phải là vật cưỡi nhanh nhất, mạnh nhất hay cứng nhất, nhưng cách nó có thể dễ dàng leo lên núi, trèo lên rào chắn, ẩn nấp trên cây hoặc lộn ngược, đảm bảo rằng nó sẽ luôn có một chỗ trong chuồng bất kỳ của bộ lạc nào. Quetzal Cordless. Quetzal Cordless trong thế giới Ark Survival thường được gọi là Quetzal. Nó có hình dáng tương tự với loài Pteranodon và làm tổ gần những đỉnh núi cao nhất. Quetzal Cordless là một sinh vật to lớn có sức mạnh khủng khiếp. Trái ngược với vẻ ngoài to lớn, oai nghiêm như vậy, nhưng đó lại là một loài liếm lĩnh. Đoạn này trong hồ sơ trò chơi chép như thế chứ không phải tôi bịa đâu nhé. Cũng giống như Pteranodon, nó cũng sẽ phần nhiều chọn cách chạy trốn hơn là chiến đấu. Quetzal Cordless liên tục bay và bỏ chạy nếu bị tấn công. Trong chuyến bay bình thường, nó có xu hướng bay hơi chậm. Tuy nhiên, nếu bị giật mình, chúng có thể di chuyển với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, tương đương với tốc độ của Pteranodon. Sau vài giây, chúng sẽ trở lại tốc độ bình thường. Có thể việc chạy trốn này đã giúp chúng tồn tại trên một hòn đảo có rất nhiều kẻ săn mồi nguy hiểm. Quetzal Cordless khi được thuần hóa được cho là quá chậm để trở thành phương tiện vận chuyển hiệu quả và nó quá yếu để có thể đem đi chinh chiến. Quetzal Cordless chủ yếu được người chơi sử dụng để vận chuyển an toàn một lượng lớn vật tư, sinh vật và hàng hóa từ căn cứ này đến căn cứ khác mà không hề mệt mỏi. Pteranodon. Vừa bên trên có nhắc đến thì giờ chúng ta đến với phần chi tiết hơn về em đó luôn nào. Pteranodon còn được gọi là Ptera hoặc chỉ là PT, là sinh vật bay có thể cưỡi đầu tiên được giới thiệu trong thế giới Ark. Pteranodon là một trong những sinh vật bay nhanh nhất trên đảo, tuy nhiên sức bền của nó có vẻ tương đối kém. Nó thường xuyên dừng lại ở các bãi biển trước khi bay tiếp. Pteranodon không hung dữ và sẽ bay đi khi bị tấn công. Tuy nhiên, nếu nó thấy một quả trứng bị đánh cắp, nó sẽ đùng đùng nổi giận, có thể sẽ cực kỳ hung dữ và ưu tiên tấn công người chơi hơn bất kỳ thứ gì. Kỹ năng chiến đấu và phòng thủ kém đã khiến Pteranodon phải lục lọi tìm xác thối, thay vì tham gia vào cuộc chiến nguy hiểm với các sinh vật khác. Chúng cũng bỏ chạy khi có dấu hiệu rắc rối dù là nhỏ nhất. Vì lý do này, chúng là một trong những sinh vật phổ biến nhất được tìm thấy lao vút qua bầu trời của đảo. Pteranodon dường như là một trong những thú cưỡi bay phổ biến nhất, có thể vì chúng tương đối dễ thuần hóa bằng súng cao su hoặc cung.
Pteranodon là một trong những cách nhanh nhất và an toàn nhất để đi vòng quanh đảo. Dimorphodon. Dimorphodon thường được gọi là Dimor. Nó được xem là một sinh vật khá thụ động nhưng cũng có một chút sự thân thiện. Không giống như hai anh chàng giật lông mình đã nói bên trên, thì khi bị khiêu khích, nó trở nên rất hung dữ, thậm chí chống lại những sinh vật lớn hơn. Dimorphodon có thể hạ gục những đối thủ nhỏ hơn do hộp sọ và hàm răng lớn nhưng nhẹ của nó. Chỉ cao hơn 1 mét, có lẽ nó đã nằm ở vị trí thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Nhưng tốc độ và vết cắn mạnh khiến nó trở nên khá nguy hiểm, đặc biệt là với số lượng lớn, khi nó có xu hướng tấn công theo nhóm. Một đàn Dimorphodon từ 2 đến 5 con giận dữ hoặc đối khác có thể hạ gục một con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần. Chúng chiến đấu bằng chiến thuật đánh và chạy, có xu hướng lao về phía mục tiêu, tấn công rồi lao đi. Dimorphodon nhỏ, nhanh và rất khó bị đánh trúng. Nó là thú cưng và là thợ săn tuyệt vời khi được thuần hóa. Dimorphodon thuần hóa sẽ tấn công người chơi nếu được chỉ thị tấn công một con vật có người cưỡi, khiến chúng trở thành một thợ săn tuyệt vời trong các cuộc đột kích. Nhưng đừng tham về việc cố gắng thuần hóa một con khi có một bầy lớn hiện diện là rất khó khăn. Khi ở trong một nhóm, chúng có tâm lý bầy đàn và do phong cách tấn công vừa chạy vừa đánh. Sẽ có một con tấn công bạn ngay khi con kia rời khỏi tầm nhìn của bạn. Có một phát dành cho bạn là nếu bạn sử dụng súng ngắn và thú cưỡi lớn thì có thể nhanh chóng chấm dứt những rắc rối này. Tabezara. Tabezara là một sinh vật bay có vẻ ngoài giống với Nyctosaurus. Mình không biết có phải là Nyctosaurus đổi tên hay không, anh em confirm bên dưới nhé. Tabezara có sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc so với các loài bay khác trên đảo, được tìm thấy xung quanh vách đá, rừng cây gỗ đỡ cao và các môi trường thẳng đứng khác. Tabezara bay lướt qua các cảnh quan nhưng hiếm khi quá xa mặt đất. Thỉnh thoảng sẽ đáp xuống mặt đất trong một thời gian ngắn trước khi bay lên lại. Đôi khi là lơ lửng trên không trung mà không hề tiến về phía trước. Tabezara sẽ bỏ chạy khi có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, ngay cả khi chỉ đơn giản là tiếp cận mà không tấn công nó. Tabezara có một chiếc sừng lớn được hồ sơ Ark ghi chép là một cơ quan cảm giác. Nó không chỉ làm giảm bán kính quay vòng ở cả tốc độ cao, mà còn cung cấp cho Tabezara thông tin bổ sung để giúp nó bay trên không trung với sự đẹp mắt tuyệt vời. Sinh vật này cũng sử dụng hiệu quả những móng vuốt sắc như dao cạo, đi bám vào các bề mặt như thân cây cao để giữ thăng bằng tuyệt đối. Deinosuchus. Deinosuchus là một loài cá sấu to lớn và cồng kềnh. Nó thường có xu hướng bơi quanh đầm lầy, sông và đại dương, chờ đợi con mồi đến trong phạm vi tấn công. Deinosuchus có bộ hàm khổng lồ và mạnh mẽ. Chúng dùng để bẻ gãy xương con mồi và ngăn chặn chúng trốn thoát. Cố gắng trốn thoát trong khi chịu tác động từ vết cắn của chúng sẽ giúp bạn nhanh hóa kiếp hơn mà thôi. Điều này cùng với lớp da cực kỳ cứng chắc của chúng có thể khiến việc xử lý Deinosuchus trở thành một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Khi được thuần hóa, Deinosuchus có thể xử lý nhanh chóng nhiều sinh vật cả trên cạn và dưới nước. Hầu hết các sinh vật dường như thiếu trí thông minh để tạm dừng chuyển động khi phải chịu tác động hủy diệt của vết cắn từ Deinosuchus. Và điều này cuối cùng khiến chúng phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Bất kỳ bộ tộc nào muốn kiểm soát Deinosuchus đều tung ra một cú đấm nguy hiểm, hoặc trong những trường hợp này là cắn. Các chỉ số cụ thể hơn về Deinosuchus các bạn có thể tham khảo thêm ở trang chủ của tựa game này nhé. Sarcosuchus. Sarcosuchus còn được gọi là Sarco, cùng với Deinosuchus và Caprosuchus là một trong số ít loài cá sấu xuất hiện trong tựa game Ark Survival. Nó là một mối đe dọa đáng lưu tâm đối với các anh em game thủ. Ở môi trường hoang dã, Sarcosuchus rất giống với những gì chúng ta có thể mong đợi từ một con cá sấu khổng lồ. Một cỗ máy săn mồi thật sự, nó sẽ tấn công bằng bộ hàm thon dài khổng lồ giống như hầu hết các loài cá sấu hiện đại. Nó thường nằm yên hoàn toàn trong môi trường sống ven sông, tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để phục kích con mồi một cách bất ngờ. Thỉnh thoảng, chúng sẽ lao lên đất liền để giết con mồi kể cả con người. Sarcosuchus di chuyển dưới nước nhanh hơn trên cạn. Đó là điều tất nhiên đối với một con cá sấu. Dù ở trên cạn hay dưới nước, nó cũng sẽ có những pha tấn công toàn diện thể hiện sức mạnh. Nếu Sarcosuchus muốn tóm lấy con mồi và sử dụng cú cuộn tròn tử thần, nó nhanh chóng lao về phía trước để tấn công bất ngờ, nhấn chìm sát mục tiêu một cách cực kỳ dễ dàng. Mặc dù không mạnh mẽ như Megalodon, nhưng chúng nhanh nhẹn hơn, có sức chịu đựng cao hơn và có khả năng di chuyển trên đất liền. Nó luôn cảnh giác cao độ và luôn vô cùng nguy hiểm. Nó thậm chí còn được biết là đã nhảy lên thuyền và cũng có thể di chuyển quãng đường dài để đuổi theo con mồi. Sarcosuchus là một thợ săn mồi xuất sắc về sức mạnh của mình. Khi đi săn theo bầy, chúng có thể đấu đầu với loạt khủng long bạo chúa nổi tiếng. Phương thức tấn công của chúng bao gồm các cuộc tấn công khác nhau, khiến chúng trở nên nguy hiểm khi đối phó với cả thú cưỡi là khủng long lớn. Caprosuchus.
Caprosuchus là loại cá sấu này trong Ark, được gọi đơn giản là Capro hoặc Gator. Có thể nói nó là một nỗi kinh hoàng đầm lầy. Miệng đầy răng nhọn đang chờ đợi đi làm gỏi bạn và con thú cưỡi của bạn. Caprosuchus có đôi chân dài, được dùng để chạy nước rút sau khi con mồi trên cạn thoát khỏi cuộc phục kích ban đầu, cũng như những chiếc răng nanh giống gà, khiến nó có biệt danh là Boa Croc. Chân sau của nó dài hơn một chút so với phía trước, tạo cho nó một dáng đi rất khác biệt, và đầu của nó nhỏ hơn và hẹp hơn so với các họ hàng cá sấu khác. Nó có hai chiếc răng dài ở hàm dưới, nó cũng không có vảy dài và phẳng ở đuôi như những con cá sấu sau này. Caprosuchus sử dụng hai chiến thuật chính. Đầu tiên, nó sẽ kiên nhẫn chờ đợi ở bên dưới mặt nước, và khi mục tiêu ở đủ gần, nó sẽ thực hiện một cú nhảy sang một bên để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với con mồi và kéo nó xuống dưới nước. Thứ hai, nó sẽ tấn công các khu vực quan trọng của con mồi để tiêu hao sức chịu đựng của nó. Hai kỹ thuật này ngăn chặn hiệu quả hầu hết các sinh vật thoát khỏi Caprosuchus khi cuộc tấn công bắt đầu. Barusaurus. Barusaurus là một loài bò sát được xác nhận xuất hiện trong sinh vật bổ sung 2, Wild Ark. Theo thông tin trích lại từ website của đơn vị mod, Barusaurus có nghĩa là thằng lằn Barus, theo tên sông Barus ở Peru nơi nó được tìm thấy, là một loài cá sấu khổng lồ sống ở thế Miocene khoảng 10 triệu năm trước. Barusaurus là một trong những loài cá sấu lớn nhất còn tồn tại, dài 10 mét và nặng 6 tấn, chỉ kém Deinosuchus về kích thước. Nó là loài săn mồi hàng đầu trong môi trường của nó, cùng tồn tại và săn bắt các loài động vật có vú lớn, đồng thời sống cùng các loài cá như Mega Piranha. Barusaurus có một lịch sử lâu dài về sinh vật bổ sung. Barusaurus leviathan đã được thêm vào bản mod sinh vật bổ sung ban đầu với tư cách là một loài leviathan săn mồi hàng đầu của đại dương, nơi nó sẽ săn bắt bất cứ thứ gì di chuyển, bao gồm cả Mosasaurus và Tussotiodes. Nó có chỉ số cơ bản cao cũng như khả năng tóm và kéo đi những sinh vật có kích thước tương đương với Tyrannosaurus. Mặc dù nó đã nhận được một bản sửa đổi một phần thông qua tuổi thọ của bản mod, nhưng cuối cùng nó đã bị loại bỏ sau khi bản mod ngừng hoạt động. Trong sinh vật bổ sung 2 World Ark, nơi nó đã thay đổi theo một số cách chính, nó trở nên mạnh mẽ hơn, được bọc thép và cực kỳ lớn, có chiều dài tương đương với Mosasaurus. Nó cũng bị giảm sức mạnh sau khi được bổ sung, chẳng hạn như khả năng tóm lấy thay thế bằng một đòn lao tới gây sát thương và khiến nó từ nghẹt thở khi ở trên đất liền. Cuối cùng, nó đã bị loại một lần nữa do có nhiều lỗi và vấn đề hình ảnh, nhưng dự kiến sẽ nhận được một TCL khác trong tương lai. Bleopleurodon. Bleopleurodon là một sinh vật đại dương cỡ trung bình, thường dài khoảng 7 mét. Một số thông tin từ nhà phát hành cho rằng Bleopleurodon là một sinh vật khó nắm bắt, có thể khai thác sức mạnh ma thuật của mình để rút lui khỏi những kẻ săn mồi hoặc những kẻ xâm lược dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng các bộ lạc nuôi ong cho rằng mật ong rất ngọt, ngay cả Bleopleurodon cũng không thể cưỡng lại được. Bleopleurodon được cho là mang lại may mắn cho những ai đủ mạo hiểm để thuần hóa nó. Với Bleopleurodon bên cạnh, các bộ tộc rõ ràng đã có được kho báu ngoài sức tưởng tượng điên rồ nhất. Nhưng có một số người cho rằng, ngay cả sau khi bạn nhận được sự ưu ái của nó vẫn cực kỳ xa cách và cuối cùng sẽ sử dụng khả năng của mình để thoát khỏi sự giam cầm nghiêm ngặt nhất. Bleopleurodon bơi xung quanh cho đến khi người chơi hoặc sinh vật tấn công. Lúc đó, nó sẽ quay vòng và biến mất, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Elasmosaurus. Elasmosaurus trong thế giới Ark Survival, thường được gọi là Plesiosaur, là một trong những loài bò sát biển nguy hiểm. Với danh pháp Elasmosaurus rimospitza, nó thường được tìm thấy ở các đại dương sâu và có vai trò kỳ lạ trong chuỗi thức ăn. Nó hầu như chỉ săn những sinh vật nhỏ và bỏ qua hầu hết những sinh vật có kích thước vừa phải. Kích thước khổng lồ của Elasmosaurus có nghĩa là lượng thức ăn của nó phải ăn để duy trì bản thân là rất lớn. Theo ghi chép thì nó được xem là một chiến binh đáng gờm. Ngoài Megalodon thì chỉ có hai sinh vật có thể hạ gục được Elasmosaurus, đó là Mosasaurus và người còn lại, tất nhiên là chính những người chơi như chúng ta. Elasmosaurus bơi xung quanh theo nhóm 2 đến 3 con ở độ sâu của đại dương và hiếm khi nổi lên, nếu như không nổi là không bao giờ. Nó hung hãn và có khoảng cách tấn công khá lớn. Nó sẽ bắt đầu tấn công và sẽ đuổi theo con mồi một đoạn ngắn, nhưng sẽ mất hứng thú nếu như con mồi đó trốn thoát và đi xa. Khi được thuần hóa, Elasmosaurus được cho là giống với Brontosaurus trên đất liền. Nó là một cách tuyệt vời để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa trên mặt nước. Những sinh vật mạnh mẽ này trên thực tế lớn đến mức chúng có thể được sử dụng làm căn cứ nước di động. Các bộ lạc đầy tham vọng đôi khi xây dựng hầm trú ẩn ngay trên lưng của Elasmosaurus thay vì đóng tàu chở hàng. Mosasaurus. Trước khi nói chi tiết hơn về nó thì mình có một fact muốn gửi đến các bạn là Mosasaurus được tìm thấy ở ngoài đời trong Jurassic World và Ark Survival là ba loài Mosasaurus khác nhau.
Tên khoa học đầy đủ lần lượt của từng loài này là Mosasaurus hominii, Mosasaurus maximus và Mosasaurus subspirita. Mosasaurus trông ác lớn hơn hầu hết các sinh vật dưới nước khác. Nó là một loài thằn lằn biển dành toàn bộ thời gian ở dưới mặt nước. Chắc chắn rồi, nó là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên đảo và chắc chắn có thể được coi là một trong những kẻ săn mồi đỉnh cao của đại dương. Mosasaurus subspirita được Helena tìm thấy ở vùng nước sâu nhất ở The Island. Kích thước của nó lên đến gần 16 mét khi được tìm thấy và cũng là loài dưới biển lớn nhất mà Helena từng tìm thấy sau khi tìm ra Megalodon. Điều kỳ lạ ở đây là Mosasaurus thường hay sống ở gần mặt nước chứ không phải ở dưới đáy biển, nên việc tại sao Mosasaurus subspirita lại sống tốt ở đó vẫn là một bí ẩn. Có thể do sự xuất hiện dày đặc của Megalodon ở trên mặt nước hoặc chỉ đơn giản là nó thích như thế. Nó thường nằm ở rìa ranh giới bản đồ và có thể khó nắm bắt một cách đáng ngạc nhiên. Nó hoạt động tương tự như Plesiosaur. Mosasaurus có bán kính tấn công trung bình và sẽ truy đuổi một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, nó sẽ không đuổi theo con mồi vào vùng nước đông giống như Plesiosaur. Ichthyosaurus. Ichthyosaurus curiosa, hay còn được gọi ngắn gọn là Ichthy, là một loài động vật ăn thịt tương đối nhỏ của Ark Survival. Nó lớn hơn con người một chút, nhưng vẫn còn nhỏ so với những con quái vật đang lang thang ở vùng biển này. Nó thường tiếp cận và đi theo con người, bơi qua những vùng nước của nó. Mặc dù có vẻ ngoài như vậy, nhưng Ichthyosaurus không phải là cá hay động vật có vú ở đại dương. Nó thực chất là một loài bò sát sống dưới nước. Ichthyosaurus là một loài bơi tương đối nhanh, nhưng nó là loài rất thân thiện với hầu hết các sinh vật và thường bơi về phía bạn và xung quanh bạn vì tò mò. Nó sẽ đẩy bạn vào bờ nếu bạn kiệt sức lực và không thể nổi lên mặt nước để lấy oxy kịp thời. Mấy hành động này nhìn khá giống cá heo thời hiện đại đúng không? Chúng ta có thể thấy các loài ichthyosaur ở vùng biển phía tây bắc đang săn và ăn thịt kairuku hoang dã. Carbon imis. Carbon imis thì được gọi đơn giản là rùa. Chúng là một chi rùa tiền sử sống trong thế Paleocene ở các đầm lầy sương mù của Colombia chỉ vài triệu năm sau kỷ phân chấn. Chúng tồn tại cùng với Titanoboa và được miêu tả là động vật ăn cỏ trong game, nhưng ngoài thực tế thì chúng ăn cá. Carbon imis trong game được miêu tả là một sinh vật sống đơn độc và tương đối hiền lành, chỉ phản kháng khi bị tấn công hoặc bạn lấy một trong số quả trứng của chúng. Chúng sẽ bảo vệ đồng loại của mình với tốc độ đi chậm, nhưng thứ duy nhất chúng đó an toàn là tốc độ bơi cực nhanh và lớp vỏ cực dày có thể hấp thụ sát thương cực lớn, sức mạnh khá cao, khả năng phòng thủ vượt trội và không có mối đe dọa thực sự của carbon imis khiến nó trở thành chiếc khiên lý tưởng cho nhiều người. Nó có thể đưa người cỡ đến các nguồn tài nguyên của đại dương với tốc độ cao và không đặc biệt nguy hiểm để thuần hóa. Khi bị tấn công, carbon imis có thể tung ra một đoạn tấn công khá mạnh nhưng không quá chí mạng. Rockbreak. Rockbreak có danh pháp là Braconis obscurum. Con rồng này không thực sự bay mà nó thuộc dạng lướt đi. Rockbreak đã phát triển những móng vuốt mạnh mẽ và bộ lông đầy màu sắc trên các chi trước cho phép nó lướt từ chỗ độ này sang chỗ độ khác. Nhưng nguy hiểm nhất trong tất cả là khả năng ngụy trang của nó, cho phép nó ẩn mình vào bóng tối và rình đập con mồi mà không bị phát hiện. Lông của Rockbreak sẽ dựng lên để cảnh báo khi chúng ở gần, và loài rồng khổng lồ này dường như là kẻ thù tự nhiên duy nhất của Reaper. Với khả năng di chuyển vô song và sức mạnh không thể phủ nhận, Rockbreak là một thú cưỡi được săn đón rất nhiều. Những người thành công khi đưa một con trở về từ nơi lầm tổ của nó sẽ đột nhiên thấy những hang động này dễ đi qua hơn nhiều, và kẻ thù của họ cũng sẽ trở thành con mồi lúc nào không hay. Ngay cả yên và người cưỡi cũng không bị ảnh hưởng bởi lớp ngụy trang chủ động của nó. Vì vậy, kẻ thù sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng đến. Dragon. Rồng được xem là một trong những boss của thế giới Ark Survival. Là một sinh vật to lớn, dễ dàng lấn át cả Brute Mortar và Megapithecus về kích thước. Nó đứng và đi bằng hai chân. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành bốn chân khi bắt đầu chạy. Nó có màu tím với đôi cánh và một số hoa văn màu cam chạy dọc theo hai bên cơ thể. Trong đó, đáng chú ý nhất là các dãy màu cam lớn chạy từ sau gốc đầu đến gốc cổ và dãy thứ hai chạy dọc theo hai bên cơ thể. Đầu của nó có một chiếc sừng đặc biệt. Trên đảo, rồng chỉ được tìm thấy trong đấu trường rồng. Để đến được địa điểm này, người chơi phải đến thùng cung cấp hoặc Obelisk và đặt các vật phẩm cống nạp cần thiết vào bên trong, sau đó nhấp vào một cổng rồng tạo ra. Một cổng sẽ được mở ra để dịch chuyển tức thời những người chơi và khủng long gần đó vào đấu trường. Rồng cũng có thể được tìm thấy ở cả đấu trường Ragnarok và ốc đảo Forsaken và sẽ xuất hiện ở bất kỳ tháp đài nào trên cả hai bản đồ. Rồng có thể được thuần hóa và cưỡi trong một thời gian ngắn từ Red Mini Obelisk trong nhiệm vụ Survive the Ark trên Genesis phần 2. Trong Survival of the Fittest, rồng cũng đã xuất hiện trên bệ trung tâm vào khoảng giữa trận đấu và có thể thuần hóa. Rồng chỉ có thể được cưỡi trong một thời gian ngắn trước khi tấn công chủ nhân của nó.
Vừa rồi, Ojoyce chúng mình đã gửi đến tất cả các bạn các loại bò sát xuất hiện trong Ark Survival. Các bạn thấy sao về số này? Nếu có thì hãy bình luận cho chúng mình biết nhé. Để xem lại các số trước trong series, các bạn có thể bấm vào phần đề xuất ở góc phải màn hình cũng như link mình để ở phần mô tả và bình luận. Nếu thấy video này hữu ích thì để lại một like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.